Xin chào anh em nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, như cái hẹn lần trước ấy, cậu nghiện nhân trẻ ở trên gần nhà anh Dương này, cậu hẹn mình thì là anh ơi, anh cứ thứ tư mới lại chiều thứ tư mới lại chủ nhật là gặp được em. Ui giời ơi, để mà nói rằng ấy, gặp cậu này đó khó như là gặp sếp luôn anh em ạ. Nó có lịch luôn rồi, cứ thứ tư mới lại chủ nhật thì ok. Ngày hôm nay là ngày thứ tư nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ là hiện tại là gần 5 giờ chiều rồi. Ngày mình đang lên nhà cậu nghiện nhân trẻ này, cậu hẹn mình hôm nay lên review quả đại trà. Chắc lại phiên bản đặc biệt rồi. Riêng cái hàng diều sáo của cậu này là chỉ có hàng đặc biệt thôi. Không bao giờ có cái hàng kiểu như là anh em làm nó chuẩn form hay là kiểu nó thông dụng quá ai cũng làm được. Cậu này cậu làm cái dáng mà không ai làm được luôn. Không biết là ngày hôm nay lên mình được review quả đại trà hay là đại tràng thì không biết xem đẹp không? Không biết là lên được review quả đại trà hay đại tràng thì không biết, nhưng mà tí nữa đến nơi thì các bạn sẽ biết nhá. Đại loại bây giờ anh em phải đi tí đến nơi mình sẽ sâu kỹ cho anh em xem quả đại tràng có thắc không. Là tiêm à? Ừ. Dàn nó cũ á. Hả? Dàn cũ phải không? Dàn cũ review rồi thôi. Ui giời ơi anh em ơi, đây. Đại tràng. Con này gọi đại tràng không phải à, nhưng mà ít ra nó làm đẹp hơn anh em mình. Phải không? Đây, đuôi nó còn bé lại mình làm trông hai cái bên này, đầu bên này nó to. Đây là một quả đại tràng phiên bản đặc biệt anh em ạ. Đấy, đến với boy chỉ có bản đặc biệt thôi. À, gãy mẹo. Chú đi, chú có gặp thằng nào thả ở chỗ cổng chào đi không? Quay. Thằng nào gặp ở chỗ cổng chào à, thả ở chỗ cổng chào á? Ừ, có hai thằng bạn con nó cả diều đấy. Nhưng mặt mày càng ngày càng uy tín. Đuôi cá à? Đuôi cá. Còn đấy lên thì sao? Chú từ lúc vào đây chú không nhìn thấy thằng nào đuôi cá. Không đi qua cổng trường. Đi đường cổng trường. Đường thẳng từ đây lên cái chỗ cái gì hả? Không, mình đi đường. Ngồi đây review. Boy ngồi đây với chú review quá. Ui dồi ôi, quả đại tràng. Quả này nói thật với các bạn là mình nó đẹp quá, hai mặt như một. Hai mặt như một, mình không biết nó thả mặt nào cả. Đây. Mặt nào buộc nèo, mặt thả mặt đấy. Đây chắc là cái mặt này nó buộc nèo. Mặt này buộc nèo nó thả mặt này. Chứ không hình như là mình tưởng cái mặt này nó không ngược không đấy. Đại tràng nó không ngược mà. Nó phải cong 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 này. Ê, tác phẩm. Đây là quả siêu phẩm mà. Thằng này nó chuẩn bị thả diều đúng con này. À thế à? Nó tự làm đấy nhưng không giữ hiếu. Ây giờ sao lại quả mẹ. Cái này nó bằng cật dừa. Không, nó là mình đang chuẩn. Nó chuỗi lươi của bà. Ây da. Bà phát hiện có đập nát ít. Vai to không? Anh em thấy quả vai to không? Anh chơi lốc xoáy. Ui dồi ôi. Không có đuôi à? Đuôi nó uốn rái nhà. Cầm về lấy rái lên. Về lấy rái lên. Lại thêm một cậu nữa, cậu chuẩn bị nghiện rồi. Chuẩn bị nghiện diều rồi. Chuẩn bị vào cái con đường nghiện. Đây là tác phẩm chưa hoàn thành. Ôi nhưng mà hơi nặng. Cây diều bằng cái bông mũi này. Ôi lên đấy bà. À, lên đấy. Con này lên đấy bà. Con này làm hoàn thành hoàn thiện trong vòng bao nhiêu lâu boy? 5 tiếng. Ấy giờ nó đếm được cả tiếng luôn các bạn ạ. Như ba ấy. 5 tiếng là có nghĩa là mất nửa, cứ cho 6 tiếng là mất nửa ngày đi. Nếu không cái nó hơi yếu. Con này thả lên phát nào chưa? Hôm trước thả nhưng mà ợt. Ợt à? Adamin thấy mình review siêu phẩm bắt đầu bỏ việc không hết đấy. Anh làm được con nào như thế này chưa? Đây. Không bao giờ anh làm được cái dáng diều của boy nó làm. Nèo lúc nào cũng phải cố định luôn. Anh em phải hiểu một cái vấn đề là như thế, nèo cố định luôn. Boy ơi, ra đây chú nhờ tí. Ui giời ơi, nhân vật chính. Cái con này có bán không? Không bao giờ bán thì chỉ được giá. Nó làm. À đây là cái lý do mà chậm áo của khách kìa. Có gió là ông ấy đi ông thả diều. Đấy, diều không kiểm giao cho khách. Mang thả ra. Đấy, hôm nay mình bốc phốt luôn cho anh em biết. Đại trà đẹp. Anh thấy đại trà đẹp không? Đáng đẹp. Chưa đâu. Đáng chuẩn. Áo anh may phải không? Không gãy tí nào. Không gãy tí nào cả. Không gãy tí nào đấy. Đá gãy tí nào. Cái này mới chịu. Áo này anh may phải không? Có lẽ có... Dáng đẹp là dáng này chuẩn này. Dáng này dáng chuẩn. Bóng zip top phải không? Dáng này phải uốn lên tí nữa thì... Ta đừng bẻ áo nó gãy con ạ. Không gãy được. Không gãy tí này thì mất... Làm mất nửa ngày có đại tràng này. Em đây con em có con đại tràng. Ngày là 12 giờ mà. Hả? Về 12 giờ mới là nửa ngày. À chú tính này thôi. 6 tiếng 1 ca. Bắt lạch cho buộc léo nữa. Lạch bị cân nhỉ. 6 tiếng 1 ca mà là nửa ngày.
Một ngày có 24 tiếng. Một ngày 12 tiếng mới là một bảo sinh năm nào. Tại vì đi câu nhiều giờ nó thành quen các bạn. Bây giờ cứ tính 6 tiếng một ca là nửa ngày. Chết rồi. Hỏng con này boy bán bao tiền hả boy? Boy bán con này bao tiền? Hả? 30. Sao lẻ thế? 30. Quá rẻ. 30. Quá rẻ cho một siêu phẩm. Ai giờ. Có không cái khác ở đây rồi. Nó khác ở một chỗ nhưng lại buộc bên dưới, khác bên trên, buộc bên dưới các bạn ạ. Đấy. Đây là một cái nghệ thuật lừa dối. Đây là một nghệ thuật lừa dối rất là đỉnh anh em. Vâng, hôm nay em cho anh em siêu phẩm. Bao nhiêu à? 30. 30. Không được. Vẫn rẻ à? Vẫn đắt. 90 à? Nhầm, 29 cả. Đấy. Anh em bây giờ mình mới phát hiện anh Dương ấy bị như này các bạn ạ. Chẹp top top y tồi, nhiễm lắm rồi. Một con đại trà. Đây, không nói nhiều, không kể cho anh em nhiều nữa. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi test, phải nói là khung nó siêu phẳng luôn. Đây, đậm chất đại trà. Cánh bên kia thì nó cong ra đằng sau, còn cánh này nó cong ra đằng này. Đấy. Đuôi, anh em có thể nhìn đuôi này. Đấy, ui giời ơi, nó siêu cân đối luôn. Gió này. Cái trước, cái sau luôn. Có gió phải không? Có gió, chú cháu mình đi test phát đi. Quay ngửi mùi gió ai? Con này 30.000 nhá. Riêng. Boy bảo rồi, ngửi mùi gió lên mà. Chưa có gió chạy trong đường luôn. Uy tín. Gió bắc, gió bắc. Gió bắc à? Bây giờ boy test đâu boy? Đầm đây à. Con này 30 nhá. Con này 30 nhá các bạn nhá. Boy bảo nhá. Ui giời ơi, còn có cả lỗ cắm sáo này. Tận đầu luôn. Cháu nó thiết kế cái quả lỗ cắm sáo này là vì kêu sư phẩm của ai đấy? Là vì ấy, là vì sợ nặng đuôi. Đấy, nặng đuôi quá tức là sáo này mới phải cho lên trên đầu này để cho nó kéo bớt đầu xuống chứ bình thường cái tiêu ở dưới này. Tiêu ở dưới này. Tiêu ở dưới này nhưng mà lại cho tiêu lên như này. Chú đánh giá con này. Đây. Con này 30k quá hợp lý luôn anh em, quá rẻ. Có rẻ một cú tình. Quả này gãy rồi nhưng mà nẹp vẫn được nha, gãy rồi. Gãy rồi nhưng mà vẫn lên, không phải nẹp vẫn lên. Do những cây chổi mất. Càng đấy, càng không phải nẹp vẫn lên. Nhưng mà đây là boy vót bằng tre phải không? Vâng. Tre cái phải không? Tre cái, tre đực. Tre cái. Tre cái phải không? Tre cái. Boy lớn lên sẽ được các ông làm ca sĩ Hàn Quốc. Điều. Nhưng mà đây là đây là cái chổi bây giờ em sợ không cái em mới biết. Ca sĩ Hàn Quốc. Thế bà có biết không? Thế là một tháng bà con đi mua chổi mấy lần? Không, bà đi bố cho chổi vàng. À bố cho bà cho chổi. Nó sau hết cái chổi của bố cho đây là kiểu gì một tháng bà đi mua chổi một lần. Nào đi test đó. Test đó boy. Test kia bảo. Test ở đâu? Chạy dọc đường này được này. Chạy dọc đường gió bắc mà. Gió này. Nhưng mà đâm vào đây. Đâm đây thằng boy chạy ra kia. Ngắn lắm. Ngắn thế làm gì có gió mà. Nào. Có gió nào boy? Mặc linh ta linh tinh diều chứ có phải. Diều người ta lên thẳng, diều của boy bao giờ lên chéo. Diều ấy... không biết nó có lên thẳng không. Chả lên thẳng, diều boy không có lên chéo. Boy quá đỉnh, boy là nhất, boy là siêu nhân. Boy là anh hùng. Con này chưa hiểu được, thế cho lên là nó không đằng sau một người nào. Dài đây đây con, lên luôn. Ui giời ơi. Gió trên đồng lên. Mình nói với các bạn rồi, boy là số 2 thì không ai là đứng thứ nhất. Về cái độ làm diều đẹp nhất Việt Nam thì boy là đứng đầu. Không ai là chủ nhật. À, chỉ có cái cậu hôm nọ thôi. Cái cậu có con đại trà mà nó đéo thập khâu xong bắt đầu là nó dán bằng dính vào ấy. Con đấy nó như một cái túi bóng không có xương ấy. Nhưng mà không thể bằng mấy con này của boy được. Nó là hàng đỉnh rồi. Đi đầu về xu hướng làm những con diều như này. Một con diều phải nói à. Từ từ đã, chú biết mày khâu bằng cái gì rồi. Mày đoán được ra cái gì không? Tao khâu bằng băng dính. Cái gì? Mày đoán được ra nó khâu bằng cái gì đây không? Đâu mà. Còn mưa. Dạ. Cứt thế. Mày bảo là áo mưa để cho bà đánh à? đợi mọi người đi đã cho bắt đầu chạy nhá. Gió. Đợi gió nữa. Gió đang về rồi. Mát đấy. Đấy các bạn. Bảo rồi mỗi lần đến với boy là một niềm vui. Nói là quả tiểu trà này. À nhầm, quả đại trà này quá ok. Dậy đây cho con. Chạy phát lên gió trên luôn. Mắc cây xấu á. Mắc cây xấu thì chú lùi ra bên này nhá. Mắc cây cao. Chú đi thẳng bên này.
sẽ đi lên được kiểu lên lên thôi. Nào. Ở đâu thế này, từ test ra nó rộng rộng ra chạy như sướng, có gió đấy. Chạy đi. Chạy đi ô, chạy đi ô. Go. Action. Nào. 1 2 3 lên. Action. Ai dạ. Ui hỏng các bạn ơi, sau một cái pha đâm vừa rồi thì các bạn cũng có thể biết là con diều của Boy hiện tại là nó bị gãy cánh và nó đang không cong cánh. Thế là Boy nó đang giải thích cho mình một cái câu trả lời rất là hợp lý là do con diều này của cháu hôm vừa rồi cháu kéo cong, hôm nay cháu kéo không cong nên là nó không lên được. Thì ngay sau đây thôi anh em sẽ xem một cái màn kéo cong của Boy. Nào kéo đi. Gãy rồi. Nào kéo tiếp, kéo được, gãy kéo luôn, gãy kéo kiểu gãy. Gãy này kéo một mắt. Kiếm cái gì đây nẹp? À, hay là về nẹp luôn. Hả? Bây giờ lấy cây lấy chị lên nẹp. Ừ, nẹp luôn. Nẹp luôn, gió to đấy. Ừ, nẹp luôn, nhanh ôi giày ơi. Nhanh chết gió rồi. Kinh nghiệm. Trời ơi. Nhanh. Nghẹn rồi. Ôi chặt chặt đầu quá. Đấy, Boy nó phải lấy dây rồi, anh em đợi tí nẹp xong mình sẽ test lại cho các bạn xem nhá. Quả siêu phẩm của Boy lúc nào phải đâm tầm 2-3 lần đấy. Nó là truyền thống rồi. Ok. Em ơi ra đây mình sâu cho anh em xem nhanh cái bộ đồ nghề. Quay, đây là bộ đồ nghề làm diều à? Trời ơi, bát vàng nhá. Bát vàng luôn, bộ đồ nghề này. Kim chỉ xe chỉ yêu mấy kim em luồn chim. Trời ơi, tô bít luôn. Tô bít này. Này, dao tem này. Kéo này. Chỉ nhá, không dối tí nào. Kim kìa. Đâu? Kim kìa. Boy, Boy đang nghiện từ bé kim tiền. Ấy à? Rồi hả? Không ơi, không ơi. Anh em nó có kim tiêm. Nào mắt. Đâu kim tiêm nào? Thế mà chàng mày uy tín nhỉ? Chú uy tín nhỉ các em. Đấy, bây giờ Boy nó sẽ nẹp nhá. Cái gì đây? Mà lại bè chổi thôi. Nó lại bè chổi thôi. Nó lại bè chổi anh ạ. Nó lại bè chổi. Một tháng bà đi mua chổi lần, vài lần. Ôi, giờ Boy sẽ nẹp nhá. Xe chỉ yêu mấy kim em luồn chim. Đâu, phải lấm lấm chứ. Phải lấm lấm nó mới vào. Phải không lấm lấm ra đâu mà. Phải lấm lấm. Kéo sắc quá. Ui giời. Nào. Còn nào. Đấy, Boy lại luồn kim nhá anh em nhá. Luồn nhưng nó không vào. Đừng buồn cười. Này. Bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhá. Anh bảo là đang rất run run. Vào. Ui mắc. Ê mắc. Phó nuôi. Mất cả quần. Ok. Cả mấy quần về cho nó. Quần. Đang bao nhiêu rồi? Ba hết chỉ rồi. Ba đi chơi. Đâu rồi, vào chưa? Mất siêu phẩm rồi bà ơi. Vào nhưng nó không luồn. Luồn. Ai đi. Hỏng rồi. Dài thị này. Thế là mất cả quần dây của con rồi. Thế thả bằng cái gì nhỉ? Quần thả bằng dây. Thả bằng gì nhỉ? Nào. Chết thả bằng bé dây. Này mà không luồn được nào. Không phải luồn nào. Nó cứ bị này. Phải. Xe chỉ. Xe chỉ luồn nhưng nó không vào. Vào luồn vào chim.
vào nhưng nó không luồn. Cáu cáu con bình tĩnh thôi. Quá cáu. Lâu đấy. Ui giời. Quá là kìa. Ở đây. Chú luồn hộ con. Ui giời. Đúng rồi ông già. Này, đứa đây. Làm lần duy nhất đó. Điện ba chuyên liếm mút. Đấy. Lại thằng ngu thể hiện này. Rất đẳng cấp. Đấy. Thôi ít thôi, không cần. Là anh kiểu con đi lên. Hả? Anh ra đèn đúng không? Anh ra đèn ấy, anh Cari đêm ấy. Cari đêm. À Cari đêm à? Anh giờ gọi bọn này nó đọc tiếng Anh chuẩn thôi. Mấy đứa đeo kính nguy hiểm lắm mày. Đang lưu 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 lưu. Em đợi Bon à. Đợi Boy. Đợi Boy nó nẹp phát nhá. Sau đó thì mình sẽ cho các bạn xem một cái màn test diều cực kỳ là hấp dẫn luôn. Con này cũng vay nhỉ. Em Boy, khả năng đợt này không thành công quân ạ. Anh em ơi, nói chung là cho các bạn nhìn về đằng sau trước. Nói chung là cũng đẹp, nó thành hình cái sừng trâu rồi, dáng sừng trâu. Đấy, trông cũng rất là đẹp. Nhưng mà quay ra mặt trước thì úi giời ôi. Quay ra mặt trước thì sao? Đẹp nữa. Ôi giời. Bây giờ mình sẽ lắp nèo. Đẳng cấp nó vẻ ở trên trời chứ. À ừ, đúng rồi, Boy nói lại câu nọ cho mọi người nghe. Vẻ đẹp mà vẻ bên ngoài quan trọng như thế sao? Xấu nhưng mà lên thì mới là đẳng cấp. Còn dấu... đẹp như chú Dương ấy mà không lên ấy cũng chỉ vứt thôi. Wow. Chú đâm cho Boy chạy. Chú đâm tiếp, con này chú không dám chạy. Anh bảo thử trước, quay đi. Con này xem nó nhanh nào. Chị Châu, có phải là người ta thử diều thế đâu mà. Ui ui. Vẫn ợt. Con này phải đeo xá tập bên trong. Dây chủ đang có gió, bây giờ mình sẽ test lại lần này cho các bạn xem nhá. Quả diều 30.000 này. Con này xuống còn 3.000 nữa con ạ. Nào Boy ơi, từ Boy nhá. Nào, anh em mắc loa đưa tay nghe lại nhá. Hai bạn lên. Lên rồi. Rồi. Ui giời ơi. Đẹp quá. Kéo ra tay. Ra tay. Wow. Để cái áo này cho nó lên. À cho chú bảo cho đá vào đầu. À đâu. Rồi đâu quay. Ừ. Nó đi. Nhẹ đầu à chú Dương. Cô biết đấy. Quê. Sửa bằng lên thì thôi. Cười cái chip. Hai bài cả ai có thải ấy. Sửa bằng lên thôi. Ôi nghiện nhân. Quay đi chú rồi. Chào mọi người đi con. Chào mọi người. Cô chào mọi người á. Anh cho vào lên. Nặng không? Nặng không? Vì con là hạt thằng hợp bị vừa bị chắc phạt 350 lần. Nó chắc phạt 350 lần đấy. Nhẹ lắm không lên được. Có gì chun, chun cho quần. Cái này phải đỡ bảo đề. Đi tìm luôn. Anh đi đâm luôn. Anh đi đâm. Anh đi đâm em chạy. Nhả lên. Toàn mưa đi ạ. Đại gia nó phải đảo. Đúng rồi. Từ từ đã. Cần chưa? Ui, lạch luôn. Gió đẹp ơi. Căng đét. Nào, đâm chưa? Ơi, được ơi. Khét ơi.
đẹp chưa? Cho đá vào đầu à, cho được ơi nhỉ. Cái thằng kia mày sẽ được cái bộ dạng. Ôi trời ơi, tôi hết tay rồi. Lốt luôn luôn luôn. Cái này nó mới đúng hướng gió. Được anh nhỉ, con này lên được ấy. Con này lên được. Vậy được ấy, con này lên được đấy. Gió nó thẳng mà. Đấy được. Con này mà giải tầm 1000 mét giây là lên luôn. Ôi giời ơi. Siêu dẻo luôn không ấy. Thôi thôi con này. Chú mà, con dẻo này nó biết nói là nó chửi tất cả anh em chú cháu mình từ nãy giờ thế. Nó mệt mỏi lắm rồi. Thôi cho nó nghỉ đi. Chú ba sáu. Đồ ngu, đồ hại. Ôi giời, ra cái ca mày. Ok anh em, vừa rồi là bàn tép diều của Boy để gửi tới khách hàng. Trong những cái thời gian tới thì Boy nó sẽ tiếp tục sản xuất ra một cái lô diều như thế này mới, khoảng tầm 100 con để phân phát phân phối cho tất cả anh em, cho nó đỡ phải đợi. Nhiều người đặt diều của Boy lắm nhưng mà chưa nhận đơn đâu. Chưa nhận đơn, Boy chưa nhận đơn, để ít nữa nó mở công ty, nó thành lập công ty, anh em hiểu không? Đấy, sản xuất ra một loạt Boy đã thành lập công ty để sản xuất ra 100 con diều hoặc 1000 con diều đại trà 2022 phiên bản 2022 limited. Đấy. Đấy. Nó như kiểu Melaleliza ấy, hiểu không? Đấy. Bản này gọi là bản limited nhá. Còn cái bản thiếu thì trông nó sẽ khác, nó bé hơn. Còn đây là bản đủ, bản limited đủ. Bản đủ này full gọi là full dây dây chằng này. Ghen gì ấy? Full bản... dây chằng. Dài gì? Đây là bản đủ phun dây chằng này. Đúng rồi. Đấy là bản đủ của nó, bản đủ thì có sẽ có hai cái dái, còn bản thiếu thì nó sẽ không có hai cái dái, nó chỉ có là phun titan độ đầy đủ nha. Carbon anh ạ, carbon 3K. Đây như bình thường anh em dùng 3K phải không? Đây nó dùng 4K. Chất liệu này là chống đốt chống rách này. Đúng là bản đủ. Chống đốt chống rách nha. Chống đốt chống rách anh em ạ. Đấy ok. Ok anh em, thì chủ yếu trong cái video này thì mình muốn test và review cho các bạn xem một con diều lên đẹp, lên gió đẹp limited bản đủ này của Boy. Đấy, sau thì Boy mà nó sản xuất nhiều thì mình sẽ quay cơ sở sản xuất diều của Boy cho anh em xem. Đấy, bây giờ lại làm rối của Boy rồi, lại khổ Boy gỡ rồi. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video lần sau. Sau thành lập công ty quy mô hết chỗ khu đất nhà chú Dương này, mua lại để mình mở xưởng sản xuất. Lúc đấy thuê chú Dương độc may áo, những con áo như này này. Quán lên cung. Sốp phụ kiện diều sáo Văn Boy. Văn Boy. Ok nha, mấy em cảm ơn video mình hay, nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và chia sẻ kênh nhé. Gỡ dây cho nó đi. Phải gửi like con diều. Gỡ dây cho nó đi kìa. Bây giờ ai gỡ dây? Gỡ.